chú đang phát trực tiếp nha, giờ đấu một trận đi, coi coi ai chiến thắng nha, coi coi ai mạnh nhất quả đất đêm nay nè. 1, 2 vô luôn, 2, 3 văng ra, văng luôn rồi. Con nào còn lại trong sân? Con này của ai? Rồi con của con quá mạnh luôn ha. Rồi. À, con này ra khỏi bàn đấu rồi mà. Thôi anh ơi, anh chơi cười quá, thôi làm lại đi, làm lại. Rồi tạm biệt bên đó, mình qua trở lại với bên này nè. Bạn An, xe bạn An đâu? Đổi pin hả? Gì? Con này con gì? Hỏa thần bảo chiến hả? Hỏa thần bảo chiến bị què một bên nữa không? Hai cái mỏ của thằng gì đây? Hỏa thần lúc xoáy. Hỏa thần lúc xoáy, nhưng mà chú nhìn thấy đẹp hơn á. Rồi vô đi, vô đi, vô đường đua nè. Đúng rồi, 1, 2, 3 Ôi trời ơi, chạy cũng hiếp chưa. Còn mấy ông này nữa, mấy ông này làm gì ở đây, đường đua gì đây? Rồi cấp cứu, bạn Nam ơi, mây đi cấp cứu kìa. Rồi uống nước ngọt không? Yeah. Rồi thôi 15 phút nữa đi rồi uống. Yeah. Rồi chiếc xe này nó chạy hoài không hết pin trời. Có khi nào hồi nó bốc khói nó cháy không ăn? Màu tím luôn hả? Thì dẫn con vô đi, đi vô. Màu tím nó chạy trong này nè ông ơi. Nam ơi, cái chiếc ngân hà với đại chiến, thần xe đại chiến, hai chiếc nó đua làm sao rồi? Đó là kìa kìa, nó đang vô cua rồi. Nó đang vô cua, ôi. Nam ơi, Nam lấy chiếc ngân hà, Nam đi thay pin đi Nam. Nam ơi, Nam thay pin đi. Xe này xe lắp ráp không? Thay pin, thay pin. Nói nghe nè, thôi ai chiến thắng chú tặng luôn cái đường đua này đem về được không? Được. Đường đua này tôi mất cả ngày trời tôi mới ráp xong á ông. Thì đó, bởi vậy làm sao con chiến thắng được. Chỉ có cách một hồi con giật lộn với chú thôi. Ủa bong bóng còn đâu, có bong bóng chưa? Ơi ăn ơi, cho em cái bong bóng ăn. Cái bong bóng nào?
Rồi đây có một cái bong bóng luôn, một cái bong bóng luôn. Rồi con kìa, cô cho con kìa. Đó. Rồi, bạn Nam đang mổ xẻ con này hả? Em làm khớ. Đâu tự nó rớt ra con? Đâu có đâu. Cho ba coi coi, ba coi coi. Pin ráp chưa được nè, chưa chuẩn pin. Rồi làm lại. Rồi đâu rồi, đâu rồi. Rồi con gì đấu với con gì? Thôi Nado mà đấu với Long Thần hội đấu. Là chùm rồi đó. Con đó là chùm luôn á. Bạn này còn một túi chùm luôn nè. Không, mấy con nói là yếu sạch rồi. Con có chơi với bao nước đá không? Chú bỏ bao nước đá lên cho con chơi. Trời ơi, hèn gì nó gãy. Hồi chiều này tôi mới sửa cái cây vợt này bị gãy rồi. Cái cây này vô. Trời ơi. Bạn An hồi nãy không đem quay theo. Bạn An. Rồi xe của em sạc pin không chưa? Lấy ra cho em chơi đi. Nam ơi nhìn em nhỏ này giống em Putin nó trên mạng đó ha. Rồi bỏ vô đi con, đua với anh hai. Ủa Nam chiếc ngân hà thay pin đâu rồi Nam? Vậy coi coi. Nè ha. Anh ơi. Ủa chơi cho bé hả? Nè. Nhưng mà hồi nãy nó dần lại chú ơi. Thì nó dần thì nó phải ngừng chứ. Trời, cùi quá à. Nãy giờ chưa có sạc vô. Sạc đi con. Trăm bốn mươi lăm ạ. Cái chiếc xe dựng qua bên này cắm chỗ cho người ta để bác sĩ. Cái xe qua đây. Con dựng ra ngoài này đi con, dựng ngoài này chú coi cho. Mốt chú đền cho hai cái bánh. Đền nguyên cái xe. Rồi đi sạc pin rồi. Đi sạc pin rồi. Ôi, đi thằng tú ở đâu ra vậy? Đổ trước đi. Ở trong đó nó có cái rờ le giật quá nó gãy, mốt đem ở đây tôi thay cho kiếm tiền. Ôi anh này anh lên đèn luôn nè. Ôi mới thấy anh luôn á. Con không có mở đèn tại vì đèn con bị hết pin à. À vậy đó hả? Dạ. Tối đa 8 giờ rước giùm em nha. Dạ. Rồi anh này sao đang chơi rồi sao kỳ vậy? Cái gì vậy? Sao cắn ăn kẹo nữa? Trời ơi, xấu hổ ăn kẹo. Chú cho nghỉ nha chú. Rồi cho nghỉ đi con. Rồi giờ mình nghỉ nha.